Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Bản tin hôm nay, ngày 14 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 6, đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Ban Pháp chế và Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành các chương trình kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phân công. Trong đó đã chuẩn bị đầy đủ nội dung các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách thẩm tra các dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại các kỳ họp, đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng, tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên và chuyên đề, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị cử tri tại địa phương, đơn vị gửi đến các cơ quan xem xét, giải quyết. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hầu Minh Lợi đánh giá cao nỗ lực của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, để đảm bảo tính chủ động hiệu quả trong hoạt động của các ban trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hầu Minh Lợi yêu cầu Ban Pháp chế và Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động tham mưu phối hợp với văn phòng, tổ chức tốt kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng cường phối hợp với các ngành trong thẩm tra các văn bản nghị quyết, tăng cường khảo sát, giám sát để nắm bắt thông tin, nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra, đề xuất các giải pháp đối với các nội dung còn ý kiến khác nhau. Quan tâm tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các ban, chủ động tham mưu cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách, các chương trình giám sát thường xuyên và chuyên đề phải trọng tâm, trọng điểm. Ngày 13 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Quang đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có đồng chí Vàng Xeo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện Bắc Quang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tăng cường đoàn kết, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, mặt trận và tổ chức chính trị xã hội các cấp đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Vàng Xeo Cón, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận đánh giá cao những thành tựu đã đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện Bắc Quang trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giảm nghèo nhanh và bền vững. Đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc vận động ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Với chủ đề đoàn kết đổi mới dân chủ trách nhiệm, đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Quang đã tiến hành hiệp thương cử ra 54 ông bà đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đại biểu đã hiệp thương và giới thiệu chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Minh cũng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Minh đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của nhà nước về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thực sự là cầu nối cho mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Công tác vận động giúp đỡ người nghèo, các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả. Trong 5 năm, Quỹ vì người nghèo huyện vận động được trên 4,2 tỷ đồng, hỗ trợ trên 1.600 lượt hộ nghèo, người có uy tín, học sinh vượt khó, xây dựng được 52 nhà đại đoàn kết. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc huyện Ninh Minh đề ra một số chỉ tiêu như tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, 100% các khu dân cư trong toàn huyện thực hiện tốt nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đại hội đã hiệp thương cử 55 thành viên tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, lĩnh vực du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ. Công tác quản lý nhà nước bước đầu được nâng cao, cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch ngày càng được tăng cường. Bên cạnh những mặt đạt được, hoạt động du lịch của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn nổi lên một số vấn đề nổi cộm như việc phát triển du lịch quá nhanh và sự vào cuộc của chính quyền của một số huyện thành phố chưa thật sự sát sao, khiến công tác khai thác đôi khi không đi liền với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa. Một số công ty cơ sở lưu trú chưa thực hiện đúng các quy định của luật du lịch khi có khách nước ngoài đăng ký lưu trú. Bên cạnh đó, dịch vụ xe mô tô chở khách trên địa bàn tỉnh cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Một số điểm du lịch chưa đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn đưa vào khai thác gây nguy hiểm cho du khách. Khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về phát triển du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các sở ban ngành tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh hoạt động tổ chức tour, đưa dẫn khách du lịch nước ngoài đến địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố rà soát lại toàn bộ tính pháp lý của các khu điểm du lịch. Ngày 12 và 13 tháng 6, Sở Y tế tổ chức tập huấn cập nhật thông tư 31 và thực hiện các mẫu giấy phiếu áp dụng cho điều dưỡng của Bộ Y tế. Trong thời gian 2 ngày, học viên được triển khai nội dung cơ bản, cập nhật thông tư số 31 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế, quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, hướng dẫn thực hiện các mẫu giấy, phiếu áp dụng cho điều dưỡng tại thông tư 32 và công văn số 65 của Bộ Y tế, hướng dẫn lập kế hoạch chăm sóc người bệnh, xây dựng các nội dung can thiệp và mã hóa các can thiệp của điều dưỡng tại phiếu theo dõi và chăm sóc, thực hành xây dựng và mã hóa các nội dung can thiệp của điều dưỡng, thực hành sử dụng các mẫu giấy phiếu áp dụng cho điều dưỡng tại thông tư 32 và công văn số 65 của Bộ Y tế. Qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên tiếp thu, cập nhật kịp thời nội dung các thông tư của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện, một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn việc triển khai mẫu bệnh án, mẫu giấy, phiếu và biểu mẫu mới, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Với phương châm 4 tại chỗ, khẩn cấp cứu người, cứu tài sản, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, cùng với các lực lượng khác, lực lượng quân sự huyện, dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện, hỗ trợ người dân di rời tài sản, sửa sang nhà cửa, dọn dẹp bùn đất sau lũ, thu hoạch hoa màu. Mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua khiến tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều nơi ở huyện Mèo Vạc gây thiệt hại hoa màu, công trình giáo dục, cột điện. Tuyến đường từ trung tâm huyện Mèo Vạc đi các xã biên giới xuống sông Nho Quế có hàng trăm mét khối đất đá sạt lở tràn xuống lòng đường. Ban chỉ huy quân sự huyện Mèo Vạc đã huy động cán bộ chiến sĩ của đơn vị, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khẩn cấp di rời 28 hộ dân thôn Khuổi Doài, xã Tát Ngà, di rời tài sản các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, đồng thời giúp các địa phương sửa chữa khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông liên thôn liên xã bị sạt lở đất đá, đảm bảo giao thông đi lại không bị chia cắt cô lập. Ngày 13 tháng 6, huyện đoàn Quản Bạ phối hợp với xã Nghĩa Thuận và Viettel Quản Bạ đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày hội chuyển đổi số năm 2024. Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày hội chuyển đổi số năm 2024 được tổ chức tại xã biên giới Nghĩa Thuận thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được huyện đoàn Quản Bạ xác định là chiến dịch có vai trò, ý nghĩa quan trọng với 14 chỉ tiêu định hướng thực hiện, gắn với thực hiện 5 chương trình chiến dịch, gồm chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng và chiến dịch tình nguyện hành quân xanh. Thời gian cao điểm thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2024 với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, quyết tâm làm nên chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 lan tỏa sâu rộng, thực hiện nhiều nội dung, phần việc ý nghĩa, góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quản Bạ nhiệm kỳ 2022-2027 đi vào thực tiễn.
Mùa hè đã về, cũng là mùa những hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên diễn ra sôi nổi, mang theo tinh thần nhiệt huyết và năng lượng tuổi trẻ. Cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Vị Xuyên đã và đang triển khai thực hiện nhiều phần việc công trình ý nghĩa trong mùa hè tình nguyện năm nay. Đúng như tên gọi chiến dịch tình nguyện, dù ở mặt trận nào, công trình nào, dấu ấn của sức trẻ đều để lại trong lòng người dân, các đơn vị những kết quả cụ thể, có sức tác động rất lớn về an sinh xã hội. Theo đó, thông qua các hoạt động tình nguyện đã tạo được khí thế phấn khởi và môi trường lành mạnh cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Có phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với các chiến dịch thì chúng tôi tập trung vào các cái nội dung như là xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ về cải tạo vườn tạp, công tác an sinh xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong chiến dịch, đoàn viên thanh niên huyện Vị Xuyên duy trì 24 tổ chuyển đổi số cộng đồng với lực lượng thanh niên đóng vai trò nòng cốt đã tích cực ra quân tập trung tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, hướng dẫn bà con nhân dân cài đặt, nắm bắt kỹ năng sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như định danh điện tử cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng hành cùng các em học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn huyện sắp diễn ra. Huyện đoàn đã thành lập 5 đội thanh niên tình nguyện tại 5 điểm thi, thành lập đội hình xe không đồng hỗ trợ thí sinh di chuyển đến các điểm thi và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Các bạn đoàn viên thanh niên đã rất là nhiệt tình, hưởng ứng, nâng cao cái vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nhân dịp kỳ nghỉ hè sau một năm học tập và rèn luyện thì chúng em đã tham gia các hoạt động của đoàn do thị trấn, do bên nhà trường cùng phối hợp để tổ chức nhằm đem lại một môi trường hoạt động cho các đoàn viên thanh niên lành mạnh, bổ ích và cũng giúp mọi người có thể hòa nhập được với cộng đồng hơn. Mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 sẽ là môi trường để đoàn viên thanh niên huyện Vị Xuyên thể hiện sức trẻ, trau dồi kiến thức, tiếp cận thực tiễn, rèn luyện năng lực công tác xã hội và bản lĩnh chính trị, đồng thời khẳng định trách nhiệm, quyết tâm hành động của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng huyện Vị Xuyên ngày một giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, nghỉ hè là khoảng thời gian để trẻ thư giãn sau một năm học tập. Dịp này, nhiều phụ huynh quan tâm cho con tham gia các lớp học năng khiếu thể thao, qua đó góp phần giúp các em phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Một buổi học của lớp năng khiếu bóng bàn tại Trung tâm Đào tạo Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh Hà Giang. Vào mỗi buổi chiều, không khí tập luyện ở đây đều rất sôi nổi. Các em nhỏ từ tiểu học đến trung học cơ sở khi đến đây đều rất hào hứng, thích thú khi được tham gia tập luyện kỹ thuật đánh bóng bàn. Vừa được rèn luyện thể chất, các em còn được thỏa mãn đam mê với môn thể thao mà mình yêu thích. Con cảm thấy rất là yêu thích bộ môn này vì nó rèn luyện cho con tính nhanh nhẹn. Bố mẹ cho con đến đây để rèn luyện bớt thời gian để xem TV và điện thoại. Đối với các môn thể thao, không riêng gì bóng bàn, thì nó giúp ích cho các em có được khả năng nhạy bén này, mắt tinh hơn này và cũng loại bỏ được bớt những cái trò chơi điện tử và rất là có ích trong ngày hè cho các em ạ. Trẻ em luôn cần được chăm sóc và giáo dục tốt cả về tinh thần lẫn thể chất. Kỳ nghỉ hè là cơ hội để các bậc phụ huynh tăng cường rèn luyện thể chất cho các em. Việc cho trẻ tham gia các lớp nhảy hiện đại hay Zumba không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, sự dẻo dai, nâng cao đề kháng, mà còn hỗ trợ các em rất nhiều trong tư duy, nhất là tư duy sáng tạo. Bộ môn yêu thích của con, nó làm cho con cảm thấy thoải mái và tăng cường sự tự tin và sức khỏe của con. Cái bộ môn này thì đã giúp các cháu nhỏ rèn luyện được cái thể chất, thứ nhất là cái thể chất và cái thứ hai là cái trí nhớ, giúp các con nhớ được tốt hơn những cái bài nhảy, và thứ ba là cái tính sáng tạo và tự tin của các con. Bổ ích, an toàn, lành mạnh, những hoạt động vận động thể thao dịp hè sẽ giúp trẻ em được vui chơi thỏa thích, đồng thời tránh xa những thói quen không tốt, những tác động tiêu cực từ mặt trái của mạng xã hội và Internet. Ngoài ra tạo cho các em tâm lý thoải mái, giảm áp lực học tập để các em phát triển toàn diện hơn. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm 14 tháng 6 năm 2024. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 85%.
Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng đất phía Tây, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, có lúc hửng nắng, đêm có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, độ ẩm trung bình 86%. Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.